Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Bi nha. Hôm nay Bi sẽ review cho các bạn một cái sản phẩm khá là tuyệt vời cho đặc biệt là nhân viên văn học luôn nha. Đây, cái sản phẩm này là Bi được giới thiệu bởi một và anh bạn đồng nghiệp. Đó, có nhờ cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho mình ăn uống đồ tiện lợi hơn và cũng như đảm bảo vệ sinh chất lượng món ăn của mình tốt hơn lên, thay vì mình phải đi ra ngoài mua đồ ăn đóng hộp đem về thì thôi mình chịu khó mua cái này rồi đem thức ăn theo. Đó là mình có cái món ăn đa dạng mà lúc nào cũng nóng hổi luôn đó các bạn ơi. Đây chính là một cái hộp, bộ sản phẩm hộp hâm cơm 2 tầng nha. Đó, trước khi đến với cái việc mà đánh giá sản phẩm review này thì Vi có một cái giới thiệu cho các bạn nè. Đây, tài trợ cho chương trình ngày hôm nay đó chính là trà sữa nhà làm nha. Một cái chai trà sữa như vậy là 1 lít. Đây, bạn đồng nghiệp của Vi bán có rất là nhiều vị trà thái xanh nè, trà thái đỏ nè, trà phúc long, trà sữa phúc long. Ở đây có đóng chai rất là đẹp và có logo nè. Ăn no rồi ngủ, số điện thoại trên đây khá là dễ thương. Thì khi mà các bạn đặt hàng đó, ngoài trà sữa ra thì ở chỗ này tặng kèm cho bạn trân châu trắng rất là ngon luôn ha. Đây Bi đang uống. Đây là một cách uống trà sữa khá là tiết kiệm tiền, vừa ngon vừa sạch mà lại rẻ nữa. Một chai như vậy 1 lít nha, chỉ với giá là 100.000 thôi, mình sẽ uống khá là nhiều lần đó. Ví dụ như mình mua vài ba chai bỏ tủ lạnh uống từ từ, mỗi một ly trà sữa như vậy đó, mỗi một chai như vậy nè thì mình sẽ pha được khoảng 5-6 ly trà sữa đó. Tiết kiệm chưa, quá tiết kiệm luôn đúng không? Này ha, khá là ngon các bạn. Rồi, tạm thời để trà sữa qua bên tiếp tục review nha. Cái này Bi đặt ở trên Shopee, nó có nhiều mã tóc như các bạn, khá tiện luôn. Dạo gần đây Bi thích mua hàng trên Shopee á, tại vì nó vừa được hoàn xu nè, vừa được giảm giá nè, và lại có hỗ trợ mã tóc ở free ship luôn nha. Các bạn xem qua sản phẩm nha. Đây là có thương hiệu của Ariane Life. Ariane là cái hàng mà các bạn hay thấy trong những cái phòng karaoke đó, sản xuất máy karaoke. Trên đây là có nắp đậy nè, có cái lỗ thoát hơi nóng nha. Rồi mình sẽ đi vào sâu bên trong đây, nắp đậy trên. Ở ngăn trên là mình sẽ có một cái thố inox để các bạn có thể hâm canh nha, đựng canh hâm, dây nguồn, khay trứng, cái khay gọi là đục, có thể luộc được 5 quả trứng gà trứng vịt. Rồi đây là cái inox mẹo nè. Lần đầu tiên sử dụng hãy rửa sạch toàn bộ ngăn inox bằng nước rửa chén và rửa lại với nước sôi trong 1 phút để diệt vi khuẩn nha. Khá là kiểu như nhà sản xuất khá là quan tâm đến sức khỏe rồi. Chưa hết nha, đây là một cái nắp nhựa trong suốt và có cái chỗ để mà hút chân không á, để canh thức ăn mà không có bị rơi ra ngoài đó các bạn. Rồi tiếp tới là tầng 2. Tầng 2 thì mình sẽ có một cái khối inox kích cỡ lớn hơn. Rồi nắp đậy cũng thiết kế giống như trang như vậy. Ở bên trong thì có một cái cây trứng nè. Rồi có một cái hạt nhỏ để mà ăn. Nó có cái quai để một cái cốc đựng cái cốc đông nước. Một cái thiết bị hút chân không. Cái nắp to, cái này sẽ để cơm nè. Như đây mình sẽ đựng cơm cho cả ngày luôn.
đây Bi đã có chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi nè, để hôm nay lại còn có cơm nè, đó, xúc xích phô mai và xào. Thì bước đầu tiên theo hướng dẫn là mình sẽ cho một lượng nước vừa đủ vào mắm. Ở trong sách hướng dẫn nha, nếu mà mình hâm 2 tầng á thì mình sẽ cho vào đó khoảng từ 150 cho đến 200 ml, cho 2 cống vô. Trong một khoảng 15 đến 20 phút để coi cái này hâm nóng thì phải nấu gì. Chỉ cần nóng vừa đủ thôi. Thời gian là khoảng 20 phút đến 40 phút ha, tùy theo cái lượng thức ăn đang có trong hộp này. Mình sẽ mở hộp ra cho các bạn coi thử nha. Đây, nó sôi rất là mãnh liệt luôn nha. Nghe ồ ồ ồ ồ luôn các bạn, mà rờ vô trong cái hộp là nóng vờ lờ luôn. Đấy, mở nắp ra các bạn sẽ thấy không bị nghe đó, nghe chưa, hơi nước bốc lên nóng lắm nha các bạn, bằng cái nắp nóng lắm cho nên là mình sẽ không có dùng tay mà nhấp ra được liền đâu, mình sẽ dùng vợ nha. Đây nè mọi người, trong trường hợp mà mình mang sản phẩm đi á, mang thức ăn đi vô văn phòng chỗ làm việc đó, thì mình sẽ đẩy cái nắp lại như thế nào. Đẩy nắp lại là nó rất là lỏng nha. Đó, rồi mình sẽ dùng cái thiết bị này để mình hút chân không lên. Đấy, mình cứ hút khí chân không cho nó, cái nắp đẩy nó chặt lại nè, không còn khả năng đổ thức ăn ra ngoài. Thì mình bỏ vô túi ni lông, mình di chuyển đây hai hộp, cái nắp cái nhỏ như thế rất dễ ha. Đây thôi, rồi kéo lên thôi, đơn giản. Ok, hộp được khá là chú đáo. Suy nghĩ tới từng cái chi tiết nhỏ nhặt như vậy nha, không có xuất ra nữa. Rồi khi mà các bạn mở ra thì sao? Cái xúc xích nó bị nở ra luôn. Nở ra luôn. Xúc xích phô mai bị nở luôn tại vì nóng quá đó. Trời. Giờ tiến hành ăn cơm thôi. Cơm nè. Cơm hâm như vậy nó sẽ không có bị cứng nha. Mời mọi người ăn cơm cho Bi nha. Mềm luôn rồi, ngon quá.
Rồi các bạn ơi, vậy là Bi đã kết thúc cái video review sản phẩm hộp hâm cơm 2 tầng. Nó có thể giúp cho mình hâm thức ăn một cách nhanh chóng tiện lợi, không cần phải chen lấn vào nơi phòng bếp đông đúc ở bên văn phòng nè, không phải chờ đợi lâu, hâm tại chỗ làm việc luôn. Và nó cũng có thể giúp mình nấu cơm được nè, nấu cháo được nè. Đó, như bạn nào đang phân vân tìm kiếm cho mình sản phẩm tiện lợi như vậy thì đây, hâm nóng Everyone Life nha. Lần đầu tiên đến với kênh của Bi thì đừng ngần ngại, hãy bấm vào nút subscribe cũng như là bật chuông thông báo kế bên để không bao giờ bỏ lỡ những video mới từ Bi nha. Xin chào, hẹn gặp lại, chúc cả nhà nhiều sức khỏe và thành công. Tiền bạc cũng là một cục rỉnh trong túi hoặc là nhiều con số 0 ở trong ngân hàng nha. Alright.